Nguyên nhân thứ nhất là chế độ ăn. Với những bệnh nhân có chế độ ăn ít thực phẩm như cà chua, cà rốt, nấm giá, ít thịt bò, cá hồi, tôm cua, hải sản, hoặc là bệnh nhân có chế độ ăn đó nhưng mà rối loạn chuyển hóa, hấp thu kém thì có thể dẫn đến tổng hợp đầu vào, dẫn đến tinh trùng kém. Nguyên nhân thứ hai thường gặp phải đấy là sử dụng những chất kích thích, đặc biệt là thuốc lá, thuốc lào, những chất gây nghiện thì đều làm tăng cái chất oxy hóa, gây đứt gãy tinh trùng, từ đó dẫn đến tinh trùng kém. Nguyên nhân thứ ba chính là yếu tố môi trường làm việc. Ví dụ những người nam giới làm việc trong môi trường nóng như đầu bếp này, thợ hầm mỏ này, làm việc ngồi lái xe đường dài, hoặc là những người vận động viên điền kinh phải chạy nhiều, hoặc là những người có tiếp xúc với hóa chất, tia X-quang, phóng xạ đều có nguy cơ làm cho tinh trùng yếu. Và nhóm nguyên nhân thứ tư thường gặp đấy là nhóm nguyên nhân bệnh lý tại tinh hoàn. Ví dụ là nam giới có tiền sử quai bị gây biến chứng viêm teo tinh hoàn một trong hoặc hai bên, bệnh nhân có bệnh lý giãn tinh mạch tinh, bệnh nhân có tinh hoàn ẩn, thoát vi bẹn đều dẫn đến, có nguy cơ dẫn đến tinh trùng yếu. Và nhóm nguyên nhân thứ năm đấy là nhóm nguyên nhân bất thường về di truyền. Một số bất thường về di truyền như hội chứng Klinefelter, một số mất đoạn AZF, ABCD, hoặc là một số hội chứng nhiễm thể khác có thể dẫn đến không có tinh trùng, hoặc là có tinh trùng nhưng số lượng và chất lượng rất kém.